Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19 trên quy đề VPC QCSDT ngày 1 tháng 3 năm 2021. Quá trình điều tra, ngày 28 tháng 6 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan, sinh năm 1974, nghề nghiệp môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, nguyên giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng Titan Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản Thiên Ân, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác, trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông John Kuhn, quốc tịch Australia, Úc, và các công ty do ông John Kuhn làm đại diện được ủy quyền với tổng số tiền là hơn 11,2 triệu đô la Mỹ. Quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm nhận tiền là 234 tỷ, 277 triệu, 920.000 đồng, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ 3, phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2016, bà Soan được nhắc đến nhiều khi là một trong 189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama gây chấn động. Bà cũng liên quan vụ Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà đất công sản tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.